đầu cái livestream bây giờ nha. Hôm nay mình sẽ hát một bài hát, đó là bài Sweet Recycle. Rồi, mọi người đang coi đúng không ta? Tại vì thấy mạng yếu quá, tự nhiên đang chỉnh lại hở cái máy xem nó có ra, nó có ổn hơn không ta? Nếu mà không ổn hơn thì sẽ bắt đầu. Vừa thấy rõ không ta? Sao thấy nhìn nó mờ mờ, ta nhìn qua qua máy tính thấy rất là mờ. Ok rồi hả? Rồi ok, bây giờ mình coi nha. Thì để hướng này mọi người sẽ thấy đúng không? Bây giờ mình sẽ cùng hát với nhau bài hát là Sweet Recycle ha. Vì như nói ban đầu, cái lời nội dung của bài này nó hơi bậy bậy chút xíu, nên thì sẽ cố gắng lướt ha, và cố gắng dịch cái nghĩa thoát đi một cách gọi là đơn giản nhất, để những bạn dưới 18 bạn vẫn coi được như bình thường. Rồi được không mọi người, sẵn sàng cho ta? Thấy rõ thì comment rõ giùm Thủy với. Ok. Rồi, đi nha. Go. Yeah. I really like the song. Oh, she can sleep with a psycho, a little bit psycho, and now she's screaming, I'm on the map of my. Rồi, nghe nha, nghe lại một lần nữa, xong rồi sẽ dịch nghĩa rồi mình đọc hát chung với nhau ha. Mang cái đi rất là nhanh, bởi vì thứ nhất là cái nội dung không giải thích nhiều, bởi vì nội dung nó vậy. Nhưng mà anyway thì mình cũng enjoy cái phát âm cũng như là cái lời, cái giai điệu của bài hát á. Oh, she can sleep with a psycho, a little bit psycho. Rồi, ok ha, mình đi chút xíu nha. Oh, she's way but a psycho, a little bit psycho, and now she's screaming, I'm on my mind, my mind. Rồi, cái đoạn này như sau ha. Oh, mọi người nhớ cái này, đọc dùng thủy là oh, hoặc là oh ha. Có một số bạn oh no, nghe nó kém sang giữa lúc nó sẽ là oh no, alright, oh, oh, rồi. Oh, ôi trời ơi, cô ấy, she's sweet, cô ấy rất là ngọt ngào. Nhưng cô ấy lại là một a psycho. Hồi nãy đây một từ ha, là người bị tâm thần, người có vấn đề về thần kinh của họ ha. Mà nói nôm na là người một cái tâm thần. Alright, a little bit psycho, hơi điên loạn một chút xíu. At night thì vậy ta, vào đêm ha, cứ đêm về, không, cứ đêm xuống. Cô ấy sẽ screaming. Scream, ở đây mình học một động từ ha. Scream, vậy thì có show cho mọi người luôn. Scream có nghĩa là gì ta? Scream có nghĩa là la hét. Gọi là scream. I'm out my mind ha. Là gì ta? À, thì mình hiểu cái nôm na đơn giản là I'm out of my mind ha. Có nghĩa là tôi gọi là out of mind. Có nghĩa là trong trường hợp này nó nghĩa là mình không có kiểm soát được tâm trí của mình ha. I'm out of my mind. Alright, tôi mất trí rồi, tôi không kiểm soát được tâm trí của mình. Rồi, thì đây là đoạn đầu tiên nó giới thiệu về một cô gái. Và cô gái này thì mặc dù rất là hot ha, rất là ngọt ngào, nhưng mà tâm thần thì không được ổn định. Hay trong tiếng để cụ thể thì mình đi đoạn sau ha. Nhưng mà mình hiểu đông na là cô này rất là hot, rất là ngọt ngào và có vấn đề về thần kinh. Rồi, ở đây mọi người để ý một vài cái điểm phát âm mọi người cần để ý nha. Đầu tiên là chữ sweet. Sweet là ngọt ngào ha. Âm này làm y dài. Sweet, sweet. Để đọc sweet nha. Rồi, ở đây không có chữ âm này, âm p nó bị cong đi ha, nó sẽ là cycle. 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 Để đọc là cycle ha. Cycle. Cycle. Rồi, a little bit ha. Mình đọc là a little cũng được, mà đọc là a little cũng được. Little. Để đọc là little, ok? Mình đọc là little. Âm e ha. E. Little. Little. A little bit cycle. At night, she's screaming. Ở đây mình có cái từ hét ha, động từ là scream. Scream, scream, alright? And I'm a mild, my mind. Rồi, mind là tâm trí ha. Mind, I. Đọc là my mind ha. Mình sẽ là my mind, my mind, alright? Rồi, bây giờ mình sẽ đi nghe lại lần nữa và mình hát chung với Thủy đoạn đầu nhé. Yo. Oh, she can sleep with a psycho, a little bit psycho, and now she's screaming, I'm on the map of my mind. Oh, she's sweet but a psycho. Cái đọc nối nha, but a ha. But a psycho cũng được, nhưng mà âm tờ đọc nhẹ, âm đờ đi ha. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, and now she's screaming, I'm on my mind. À, được không mọi người? One more time ha. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, at night she's screaming, I'm on my mind. Rồi, được không?
được ha, được thì comment ok dùm thử nha. Đây là câu nói quen thuộc. Rồi, câu tiếp theo ha, nghe tiếp ha. She's hot but a psycho, so let go, she's right though. One night she's screaming, I'm on my mind, my mind. Rồi, nghe lại tiếng the nghe một lần nữa, mình cảm âm nhạc rồi mình hát chung với nhau ha. Hot but a psycho, so let go, she's right though. One night she's screaming, I'm on my mind. Rồi, ok, đi tiếp nha. Oh, she's hot but a psycho, so let go, she's right though. And now she's screaming, I'm on my mind. Rồi, để dịch trước nhé. Oh, trời ơi, she's hot but a psycho. Cô ta rất là gì ta? Rất là hot, giống như Thủy ha, nhìn có hot không ta? Chắc không. Rồi, she's hot. Cô ấy rất là nóng bỏng ha. But a psycho, nhưng mà là một người có tâm thần điên loạn ha. So left. Bởi vì á, cho nên left là gì ta? Bên trái. Nhưng mà she's right. Nhưng mà cô ấy lại nói là bên phải. Though. Ở đây nha, rồi đọc là thâu thâu rồi thóc thóc thì tùm lum tá lả ha. Và dùm thử nha, thấy để yên động chữ này để mọi người để ý ha. Nó là âm the, nó sẽ là though ha. Mặc dù vậy, dù là bên trái nhưng mà cô vẫn khăng khăng là ở bên phải. Tức là cô thích làm những điều mà trái ngược lại với người khác hay làm. Alright, at night she's screaming. Cứ đêm đến thì cô ta vậy ta la hét ầm tàn hết. Và trời ơi, tôi mất trí rồi, tôi điên loạn rồi. Ok, được không? Ở đây mọi người để ý giùm Thủy một vài những phát âm như sau ha. Đầu tiên, she's hot, alright? Hot là nóng bỏng á, she's hot. Đọc nhanh á, she's hot. Có một số bạn nhớ được là she y ha. Mà đây mình đọc nối lại là she's hot, she's hot. Better, cycle, better cycle, alright? So, left, but she right. Bên phải ha, không đọc là right right, cũng không đọc là right right. Mình để ý cái âm r của mình nha, nó là hơi chu một chút xíu, mọi người để ý nha. Mình nói nè, right right, dễ ẹt đúng không? Rồi right right cũng dễ ẹt luôn. Mình chu một chút xíu nè, right right right. Nghe nó khác liền, right 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 right. Khác liền đúng không? À, âm này ha, âm này là âm the. Mình á, the. Alright, rồi. At night she's screaming. At night she's screaming. Cái đoạn này học rồi và I'm my okay. Rồi, vậy thôi, chỉ có cái chữ là right và cái chữ the là để ý giùm Thủy. Sẽ có một số bạn cũng bị đọc lời sai chút xíu, đó là chữ so, mọi người đọc là show. Giúp Thủy á, âm này âm sờ nhẹ, đọc là so là được rồi. Nói chung là đây là những cái lỗi mà Thủy thấy các bạn trong lớp giao tiếp cũng như lớp phát âm của Thủy mọi người hay bị sai. Nên Thủy chia sẻ lại với mình, nếu mà đọc đúng rồi thì quá tốt, còn nếu mình đang đọc sai thì cô hãy tập lại giùm Thủy nha. Ok, rồi mình đi lại với Thủy nha. Rồi đi ha. Oh, she's hot but a psycho, so let but she right though. And now she's screaming, I'm on my. Rồi, version chậm nha. Oh, she's hot but a psycho, so let but she's right though. And now she's screaming, I'm on my. Okay, one more time nha. Oh, she's hot but a psycho, so let but she right though. And now she's screaming, I'm on my. Hết rồi đó, xong rồi, đoạn tiếp theo ha. Mình còn 3 đoạn nữa thôi. Đi tiếp nha. Đoạn này sẽ có nhiều cụm từ mọi người để ý nên cái đánh động nữa ha. Mình học được nhiều lắm. Đi ha. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. Ok, rồi, đi lại ha, đi chút xíu nha. Mình nghe chút xíu, một chút xíu thôi để cho nó quen nhạc ha. Coming back for seconds with your play. You just can't help me now. Alright, rồi. She make you curse, but she a blessing. Dịch nha, she'll make you curse. Curse ở đây là động từ. Curse thì nó có nhiều nghĩa khác nhau. Một á, mình chửi thề ha, mình nói bậy, mình văn tục ha. À, chửi thề, nói bậy thì nó dùng cái từ curse.
Alright, ví dụ trong curse mình đừng có nói bài như vậy chứ. Ok, thì curse ở đây, mọi người nhắc comment nha, gặp từ mới nhắc comment từ và nghĩa xuống á. Curse ha, nó có nghĩa là chửi thề, nói tục. Ngoài ra thì trong trường hợp này có một số tài liệu nó dịch là she make you curse là cô ấy bỏ bùa bạn. Thì tùy mọi người muốn hiểu sao thì hiểu ha. Thủy đã thà đơn giản là cô ấy bỏ bùa mê bạn cũng được ha. Nhưng mà curse ở đây là một động từ, có nghĩa là nói tục, chửi thề. Alright, rồi. But she a blessing. Blessing ở đây là những cái điều tốt đẹp ha, những điều tốt đẹp. Mặc dù cô ấy bỏ bùa bạn, nhưng mà cô ấy lại đối với bạn ha, lại là một điều rất là tuyệt vời, là một điều phước lành. À, hoặc là mình có thể dịch một số bản dịch, nó dịch hôm nay nó dịch khác nghĩa đi, nó kêu là nhưng mà cô ấy là một phương thuốc chữa đối với bạn, chẳng hạn như vậy. Từ bằng ngày sau cũng được ha. Rồi, she'll rip your shirt. Rip, rip có nghĩa là gì ta? Ví dụ cầm tờ giấy nha, tôi làm cái tẹt mà pháp, nó gọi là rip. Ok ha. Rồi, nè ví dụ như này ha. À, nó gọi là rip, có nghĩa là mình xé toạc một cái gì đó ra ha. Mình xé toạc cái gì nó sẽ là rip. Alright, your shirt. Cô ấy xé toạc cái áo của bạn ra. Bắt đầu đến bài bài chút xíu nữa nha. Cô ấy xé toạc cái áo của bạn ra. Within a second, within a second là gì ta? Trong có một vài giây à, cái trong thời gian ngắn, trong chốc lát ha, cô ấy xé toạc cái áo của bạn ra. Rồi, you'll be coming back. Back for seconds, vậy ta? Tức là bạn sẽ trở lại ha. Tức là có thể là mình chạy trốn chẳng hạn này nọ, bởi vì bạn đó bạn bị tâm thần mà. Nhưng mà rồi một lúc ha, bạn sẽ bị quay lại, bởi vì bạn bị bỏ bùa mê mà. Bạn sẽ quay lại, coming back, alright? Và with your play, you just can't help it ha. Rồi, tức là giống như hiểu mình hiểu nôm na, dịch plate có nghĩa là cái đĩa ha. Plate là cái nghĩa là cái đĩa. Trong nếu mà mọi người trong coi MV bài hát thì con nhỏ nó có cái con gà ở trên thì phải. Xong lấy cái dao nó pẹt 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 để chặt cái con gà đó. Thì mình hiểu nôm na đơn giản là anh chàng này chuẩn bị lên hết, cũng bị chuẩn bị xử rồi đó. À, vậy đi ha. Và ở đây mình học một từ thôi. Plate có nghĩa là cái đĩa ha. Plate. Plate đĩa và can help. Rồi, ở đây mình học can help có nghĩa là mình lose cái control của mình, là mình mất cái khả năng kiểm soát. Thì mình hiểu hôm nay là không thể cưỡng lại được, không thể nào kiểm soát được. Alright, rồi bạn sẽ quay trở lại ngay thôi, ví dụ bị bỏ bùa mà, bạn bị bỏ bùa mà. Và with your plate ha, cái đĩa đồ ăn của bạn ha, bạn không thể nào cưỡng lại được. Alright, cái dĩa đồ ăn của bạn ở trên bàn á, bạn không thể nào cưỡng lại được. Cô ấy bỏ bùa bạn rồi mà, mê rồi. Ok, ở đây mình học một vài cụm mà mình chú ý một điểm với phát âm như thế nha. Ở đây mình sẽ không nghe nó đọc là she'll will nữa ha. Nó đọc rất nhanh ha. She make you curse. Thì hát mà nó đọc lướt âm cũng được. Rồi, ở đây mình thử nha. Curse, âm k bật ra ha. Curse, curse. Rồi, she a blessing ha. She a blessing. Blessing, alright. Rồi, rip là người ta xé toạc ha. Âm r cũng là r, r, rip, rip, rip. Rồi là bài rip nha. Rip, your shirt. Shirt, shirt, alright, đọc là shirt, shirt ha, shirt, ok. Rồi, trong một vài giây lát ha, trong một giây, ở đây mình học một cái chữ rất là hay, đó chữ within. Nha, mọi người để ý nha, within, thấy rõ không ta? Within, within, alright, a second, second, right, coming back, đọc im thử nha, back, back, âm này là âm A-E ha, A, A, nè, E, E, A, A, back, back, back. Có một số bạn đọc là back, có một số đọc là back. À, ok, có một số đọc là back nữa ha. Cái này là âm A, mình sẽ đọc là back, back. Cứ coi bắt chước theo thôi ha. Rồi, with your plate, plate. Không đọc là black nha. Có một số bạn mà không thèm nhìn mặt phiên âm á, bạn nhìn chữ đi nè, cái bạn sẽ đọc tức là black, mình sẽ là plate, plate. You just can't help. Có một số bạn đọc là can't. Nếu mà nói can't là bạn đang đọc theo giọng Anh. Còn đây là cô ca sĩ này, cô hát giọng Anh Mỹ ha. Cô đọc là can, can't. Và âm tờ họ bật ra rất nhẹ mọi người nha. Can't, 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 can help it, help. Cái chữ help nghe nó cũng nó hay lắm nha. Con sẽ là hép hép mà không phải á. Mình sẽ là âm L, E và âm L quánh lên ha. Âm E và âm L nè. L, L, help, help, quấn âm P đó ha, help, 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 alright, can help, ok, bây giờ mình sẽ cùng đi và cùng nghe, cùng hát với Thủy nha, are you ready, there we go. Coming back, you should make you curse.
She made you curse. She a blessing. She ripped your shirt. Within a second. Within a second. All right. Oh, she a blessing. She ripped your shirt. Within a second, you be coming back. What up, Lulia? You be coming back. Back for seconds. Back for seconds. With your play, you just can't help me love. With your play, you just can't help it. You just can't help it, no. Oh, Laura, lại ha. Go. With your play, you just can't help it, no. You just can't help it, no. You just can't help it, no, no. Rồi, được không mọi người? Rồi, mình đi lại nha. She make you curse, but she a blessing. She ripped your shirt. Within a second, you be coming back. Back for a second with your play. You just can't have it, no, no. À được chưa? À, đoạn sau. Đoạn này chắc thể phải nhờ cô ca sĩ của Vũ trợ Thủy á. Mình cùng nghe và cùng mình đọc hát chung với Thủy nha. She make you curse, but she a blessing. She rip your shirt. Within a second, you'll be coming back. Back for seconds with your play. You just can't have it, no, no. One more time, lần cuối ha, lần cuối nha. Yo, yo, yo. She make you curse, she a blessing. She rip your shirt. Within a second, you'll be coming back. Back for seconds with your play. You just can't help it, no, no. Qua đoạn sau ha. Rồi, giờ đi tiếp nha. You play a love, let it lead you you saying no, no. Then saying yes, 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 cause she mess you with your head. Hay quá ha, bài hát này hay ghê á. Nó hơi bài nhưng mà nó hay. Rồi, à, ở đây hát như sau ha. No, no, không, không có phải. You play along á. Tức là ở đây mình hiểu nôm na đơn giản thôi. Mày bị chơi rồi đó. Mày bị chơi rồi, mày đi vòng vòng rồi. Rồi, let, oh sorry, mày bị chơi rồi, đi không phải vòng vòng. Rồi, let her lead you on á. Let her là gì ta? Để cho cô ấy. Lead là gì ta? Lead là dẫn dắt mày ha. À, thôi, để ấy dẫn dắt bạn đi ha. Let her lead you on, on. Để cô ấy dẫn dắt bạn đi. Tức là bạn bị dẫn rồi. Bạn bị bởi bù mê rồi. Vậy khi you be saying no, no, no. Bạn sẽ nói là không, không được. Nhưng mà then saying yes, yes, yes. Nhưng mà sau đó bị bỏ bù mê rồi mà. Cho nên là ok, ok, yes, yes, vân vân. Rồi, cause she messing with your head ha. Mess là gì ta? Mess là làm rối rắm. Ok, bởi vì cô ấy làm rối loạn tâm trí của bạn rồi. Ở đây mình học thêm động từ là mess, có nghĩa là làm rối hết mọi thứ. Mess something up, làm mọi thứ rối bời lên. Ok, rồi, trong trường hợp này mình để ý một vài điểm phát âm ha. No, không đọc là no ha. No, you play along, play. Không đọc là play mọi người nha, không có play mà nó là âm a. Play, play along, along, play along. Và let her lead you. Ở đây mình sẽ ra nói ha. Let her lead you on. Nó đọc nói là lead you ha. Không đọc lead you nha. Lead you. Âm y dài lead. Mình đọc lead lead ha. Lead you. Lead you on. Và you say no no. Mình đang say nha. À, cause. Không đọc là cause. Sửa hoài trong lớp mọi người vẫn cứ because nha. Because. Chứ quên. Mình sẽ là cause hoặc là because. Because cũng được. Từ đó không có bị cao. Alright. Cause she messed with your hat. Hat. Rồi, được không mọi người? Hat. Sorry, hat. Ok. Rồi, đây là một vài điểm mọi người nhớ để ý nối âm ha. Let her lead you on. Hoặc là you play đi ha. Play. Không đọc là play. Rồi, được không? Bây giờ mình sẽ cùng hát chung với nhau đoạn này nha. Vô vô vô. No, you play a lot on. Let her lead you on. You say no. No.
Then saying yes, 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 cause she messing you up. Nè, đi thôi mọi người, đi lại một lần nữa nha. Giờ no, you play a lot, let her lead you on, No, no, you play a lot, let her lead you on, no, let's say yes, 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 cause she messing with you, yeah. Đồng 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 mình nghe lại chút xíu nha. Giờ saying no, no, they're saying yes, 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 cause she messing with your head. Và giờ you be saying no, no, they're saying yes, 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 cause she messing with your head. Okay, your head. Aha. Rồi, đi không mọi người, đi lại đoạn cuối. À, đi lại một lần cuối, sau đó mình qua phần cuối cùng nha. Right. You play a lot, let her lead you on, You saying no, no, then saying yes, 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 cause you're messing with your head. Rồi, hy vọng là đoạn này xong mọi người cũng hát được rồi đúng không? Và đoạn sau thì nó y chang như đoạn đầu ha. Oh, she's weaving a cycle, a little bit psycho, and now she's screaming out, my, 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 my. Oh, she hopped a cycle, so wherever she ride though, and now she's screaming out, my, 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 my. À, ok ha, đoạn sau thì chị không hát nữa bởi vì nó là một cái lời khác và nó còn bậy hơn cái lời này nữa, cho nên thử xin phép sẽ không được tiếp tục nha, bởi vì dịch thì nó sẽ có những bạn dưới 18 tuổi và nói chung á là đủ rồi, thì nghĩ bao nhiêu là cũng đủ rồi bởi vì mình học cũng hơn 10 từ mới rồi. Được không mọi người, trước khi mà Thủy đi hát lại cái phần này thì sẽ đố mọi người lại, tức là chúng ta sẽ cùng với nhau ôn lại, không đố nữa. Rồi, nãy giờ mình học vài cụm từ, mình cùng ôn lại với nhau nha. Mọi người nhớ, những bạn nào vào sau thì cứ comment cái nghĩa mà mình đã biết ha. Đầu tiên, động từ lead có nghĩa là gì ta? Lead. Lead. Alright, lead có nghĩa là dẫn đầu mọi người nha. Tiếp theo ha, rip. Rip là gì ta? Alright, thì ví dụ luôn á. Là gì ta? Rip có nghĩa là xé. À, mình xé. Mình rip cái shirt là gì ta? She ripped your shirt. Là nhỏ nó xé áo của bạn ra. Rồi, curse là gì ta? Curse, động từ là gì ta? Curse có nghĩa là chửi thề. Chửi thề. Alright, nói bậy. Và trong trường hát này có nghĩa là bỏ bù mê thuốc lú này nữa đó. Rồi, ok. Sweet, âm y nha, y dài nha. Sweet có nghĩa là gì ta? Sweet có nghĩa là ngọt ngào. She's so sweet. Cô ấy rất là ngọt ngào. Ví dụ thì nói ha, bạn mới nói tôi nghe người yêu của bạn đi. Mình nói từ đầu tiên là gì ta? She's really sweet. Ok ha, rồi. Do you think am I sweet? Am I sweet? Mọi người nghĩ là thấy có ngọt ngào không? Ok, sweet, alright. Rồi, scream, động từ để mình học là gì ta? Scream. Scream có nghĩa là la hét ha. Scream, âm y. Scream, scream, scream. Alright. Này, từ nữa, mess. Động từ mess có nghĩa là gì ta? Mess có nghĩa là làm rối ha. Ví dụ mess everything, she's mess everything up. Cô ấy làm rối mọi thứ ha. Mess, làm rối là bời lên ha. Rồi, đọc danh từ cuối cùng, plates là gì ta? Plates. Rồi, plate có nghĩa là cái dĩa, cái đĩa. Đĩa hay dĩa ta? À, Thủy gọi là cái dĩa, chắc là mọi người nếu mà ai miền Bắc chắc gọi là cái đĩa đúng không? Ừ, thì cái đĩa, cái dĩa cũng được, đại loại là cái đồ đựng đồ ăn. Cái đĩa hoặc là cái dĩa. Rồi, nãy giờ là mình đã đi khoảng chục từ trong bài hát này rồi đó. Bây giờ là it's time to sing together. Đến lúc mình hát chung với nhau rồi mọi người ha. Mình hát chung với nhau là xong rồi đó. Hết rồi, hết rồi. Được không mọi người? Bây giờ mình sẵn sàng cho ta. Mình sẵn sàng thì mình cũng hát chung với Thủy nhé. Ok, vô. Mở nhạc lên nè. Vô, vô, vô. It's time to sing together. Yay, hay quá, vui ơi. Đúng rồi ha. Oh, it's time to sing together. Trong lớp các mỗi lần đến lớp khác thì sẽ nói là it's time to sing hoặc là it's time to learn. Thế là yay ha, một bài học viên của Thủy. Bạn rất là nice, bạn cũng nói luôn là it's time to sing.
You are so sweet, yeah, yeah. Okay, are you ready? Okay, thế giờ yeah. Cùng hát cho mới thấy nha. Hi, đây là một bài hát mà nó khá nổi tiếng trên TikTok luôn á. Thì hy vọng là những cái các bạn, các bé mà ở TikTok yêu cầu Thủy, hoặc là Thủy cũng giải đáp được nhu cầu cho mọi người rồi ha. Are you ready? There we go. Yo. Oh, she's lại nha. 2, 3, 1, 2, 3, go. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. And now she's screaming, I'm on my mind. She's hot but a psycho, so loud but she right low. And now she's screaming, I'm on my mind. She make you curse, but she the blessing. She rip your shirt, within a second you'll be coming back. Back for seconds with your play, you just can't help it. No, no, you play along, little lead you on. You saying no, no, then saying yes, 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 'cause she messing with your head. Oh, she's weird but a psycho, a little bit psycho, and now she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so loud but she right though, and now she's screaming, I'm on my mind. Grab a cup, get her crazy, she's forcing her Stacy. Okay, như vậy đã hết cái livestream của tuần này rồi đó. Lại một tuần nữa trôi qua và Thủy vẫn còn may mắn được gọi là gì ta, vẫn được gọi là tiếp tục làm livestream, có đủ sức khỏe để làm livestream và nói chuyện với mọi người. Và Thủy hy vọng là tuần sau thì sẽ vẫn khỏe mạnh để nói chuyện với mọi người ha. Tại mấy bữa nay bắt đầu dạy cũng hơi nhiều ca chút xíu, nên là gọi là khả năng hát rồi này nọ nó cũng bị sản xuất giảm. But I hope that you still like it. And yeah, and as usual, it's time to say bye-bye and see you on Friday. Lúc mình tạm biệt mọi người với nhau rồi. Và hẹn mọi người vào thứ 6 tuần sau nha.